chả bò tái tươi. Đây là bò tái tươi thực sự. Thích mình cái cây kia. Ngọt quá. Nó hơi mờ. Không cần ra đi. Ăn mẹ bò này đã no rồi. Là hun khói. Khói đã.
Ăn được rồi đấy. Thank you.
bữa sau khỏi đi. Đi nhà nào em còn thái cầm cái này quay. Rồi ôi, yêu anh em ơi, tuyệt vời quá. Vụ này không say không về nhá. Anh làm việc đi, em không biết làm loại này. Sao cái gì cắt ra ăn thôi. Có phải lấy cái túi là cái gì được không? Không, bây giờ cứ ai cắt miếng nào thì ăn miếng đấy thôi. Cắt thôi, chiến đấu thôi. Anh lấy con vịt này hơi nó khô đi luôn. Kiểu như bò tươi, bò tai tươi ấy. Chả bò tai tươi. Đây là bò tai tươi thực sự. Thích mình cái cây kia. Chén thịt bờ đi. Cắt đi anh miếng. Anh cầm đi để cắt nó. Để con vịt đấy. Dài quá. Dài luôn. Thật thèm anh nhìn cái này cháy nước mình. Sắp chín đến nơi rồi. Vàng.